Chào đón quý vị và các bạn đã đến với chương trình bản tin giải trí tuần này. Chương trình tuần này có những thông tin nổi bật sau. Sáng ngày 12 tháng 1 năm 2018, sau thời gian thanh tra và thẩm định kết quả, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã chính thức có văn bản yêu cầu ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương thu hồi vương miện của Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh. Theo đó, văn bản nêu rõ để đảm bảo cuộc thi được công bằng, Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Võ Việt Trung International thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của đơn vị là tổ chức cuộc thi đã cam kết tại đề án tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 và hủy kết quả cuộc thi đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định. Như vậy, sau kết luận thanh tra, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh sẽ bị tước vương miện. Ngân Anh cho biết rất lấy làm tiếc khi bị thu hồi vương miện. Tuy nhiên, người đẹp không chia sẻ bất kỳ gì thêm về quyết định này. Hiện ban tổ chức cuộc thi vẫn chưa có phản hồi về việc sẽ thực hiện văn bản này của Cục Nghệ thuật biểu diễn như thế nào. Noo Phước Thịnh trở thành cái tên nóng nhất mạng xã hội khi clip đang livestream ghi lại khoảnh khắc anh lộ nội y đang say sưa trò chuyện, chiếc điện thoại của giọng ca chạm khẽ tim anh một chút thôi bị đổ xuống và phần dưới trang phục dở khóc dở cười bị phơi ra trước mặt khán giả. Theo đó, dù phía trên mặc áo sơ mi rất chỉnh chu nhưng phía dưới Noo Phước Thịnh đã quên mặc quần dài. Chiếc điện thoại phản chủ nhân của nó rơi vào tình huống tẽn tỏ. Tuy nhiên, bằng sự yêu mến, fan của nam ca sĩ hầu hết dành lời thông cảm, chí khen cho Noo Phước Thịnh thiếu vải vẫn dễ thương như thường. Dù tất bật với lịch tập Táo Quân 2018, gala cuối năm, Quang Thắng vẫn đang phải đối mặt thêm với cú sốc ngân hàng đòi nợ. Theo lời Quang Thắng, do nhầm lẫn số điện thoại hoặc vì lý do nào đó, một ngân hàng trong Sài Gòn liên tục gọi điện đòi anh trả nợ. Sự việc kéo dài hơn một tháng nay. Quang Thắng cho biết thêm nếu ngân hàng đó ở Hà Nội anh sẽ lập tức đến trò chuyện, nhưng đây tận Sài Gòn xa xôi, cuối năm không thể bay vào đó giải quyết. Cư dân mạng đang xôn xao chuyện của Đông Nhi và nội bộ fan bị chia rẽ. Câu chuyện càng trở nên căng thẳng khi hé lộ đoạn chat gần đây của huấn luyện viên Giọng hát Việt 2017. Cú sốc dành cho fan đó chính là câu nói "em giải ghẹ nhé" từ Đông Nhi. Những ngày qua, cộng đồng fan Đông Nhi xảy ra nhiều lục đục mâu thuẫn nội bộ. Nguồn cơn bắt đầu từ một trang fanpage lớn của FC Đông Nhi. Cụ thể, cộng đồng này đã chia sẻ sự mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi sau khoảng thời gian hoạt động được cho là không mấy thành công từ thần tượng. Lật bình luận bên dưới nói Đông Nhi không chịu thay đổi, không biết lắng nghe đóng góp của người hâm mộ. Khi không khí có vẻ căng thẳng, Đông Nhi đã gửi đến người hâm mộ những dòng tâm sự chân thành và thẳng thắn nhìn nhận vấn đề đang xảy ra với chính sự nghiệp của mình cũng như đối với FC. Kèm theo đó, cô nàng cũng âm thầm khóa trang cá nhân để tránh những ồn ào không đáng có. Mới đây, một đoạn clip phỏng vấn nữ diễn viên Lam Khiết Anh bất ngờ được đăng tải trên Weibo và nhanh chóng khiến cư dân mạng rúng động. Theo tiết lộ, clip phỏng vấn này được thực hiện vào năm 2013 khi Lam Khiết Anh ở trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo về tinh thần. Trong đó, nữ diễn viên đã thẳng thắn công khai chỉ ra hai nhân vật nổi tiếng lừng danh từng cưỡng bức cô. Đó là tài tử quá cố Đặng Quang Vinh và ngôi sao gạo cội kiêm nhà sản xuất Hồng Kông Tăng Chí Vĩ. Theo Lam Khiết Anh, sự việc cô bị ngôi sao quá cố Đặng Quang Vinh cưỡng hiếp xảy ra vào khoảng 20 đến 30 năm trước, còn chuyện Tăng Chí Vĩ giở trò đối bại với cô xảy ra ở Singapore khi họ cùng đi quay phim. Sau khi xảy ra sự việc, Lam Khiết Anh đã đi khám bác sĩ vì sợ bị cưỡng hiếp rồi có con, sau đó cô đã được uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Chuyện đã xảy ra nhiều năm nay, nhưng theo Lam Khiết Anh cho hay, từ đó đến giờ Tăng Chí Vĩ vẫn chưa một lần xin lỗi cô. Hiện tại, những thông tin được Lam Khiết Anh chia sẻ trong đoạn clip đang thu hút sự chú ý đông đảo từ cộng đồng mạng. Trước sự việc trên, nam diễn viên Tăng Chí Vĩ hiện vẫn chưa lên tiếng. Britney Spears hiện đang có kỳ nghỉ ngọt ngào bên người tình 23 tuổi và hai con trai. Mới đây, phóng viên bắt gặp Britney Spears xuất hiện tại bờ biển Hawaii cùng với bạn trai Sam Asghari. Cặp đôi này đang nắm tay nhau ngọt ngào trong lúc di chuyển. Mặc dù đã 36 tuổi nhưng công chúa nhạc pop vẫn giữ được thân hình săn chắc đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất của Britney Spears là để lộ chiếc nhẫn lấp lánh đeo trên tay. Nhiều người cho rằng Britney Spears đã đính hôn với phi công trẻ Sam Asghari. Britney Spears và bạn trai có biết nhau khi cùng hợp tác chung với MV Slimber Party vào năm 2016. Tính đến nay, hai người đã hẹn hò được hơn một năm. Một nguồn tin cho hay nội dung của phim Thắng Thiên Hạ có nhiều tình tiết không đúng với lịch sử nên chưa được Cục Điện ảnh thông qua và bị yêu cầu giữ lại để cân nhắc thêm. Theo như những gì lịch sử Trung Hoa còn ghi lại, thì nàng Ba Thanh vốn được vua Tần Phong là chinh phụ sau khi chồng qua đời. Thế nhưng trailer của bộ phim lại hé lộ cảnh nàng bị cưỡng bức. Đây chính là tình tiết có tính bôi nhọ nhân vật lịch sử, nhiều khả năng sẽ bị cắt bỏ khi bộ phim lên sóng. Ngoài ra, những người yêu thích và nghiên cứu lịch sử Trung Quốc cũng giận tím mặt khi Phạm Băng Băng cùng với ekip phụ trách nội dung thản nhiên bốc phét ra chuyện tình cảm nam nữ giữa Tần Thủy Hoàng và nàng Ba Thanh. Có người đã gửi đơn kiến nghị lên Cục Điện ảnh yêu cầu xem xét lại tác phẩm này. Chưa kể hàng nghìn bộ trang phục tinh xảo xuất hiện trong Thắng Thiên Hạ cũng bị nhận xét là sai lệch lịch sử. Nhà sản xuất Thắng Thiên Hạ cũng vướng rắc rối tương tự như Bom Tấn Hậu Cung Như Ý Chuyện được mong đợi trước đó. Hiện nay phim truyền hình Trung Quốc buộc phải qua khâu kiểm duyệt vô cùng gắt gao, vì thế những bộ phim xuyên tạc lịch sử quá đà nhiều khả năng sẽ bị yêu cầu biên tập lại cho phù hợp hoặc nặng hơn nữa là cấm chiếu. Việc Thắng Thiên Hạ bị kiểm duyệt kỹ lưỡng có lẽ là do ảnh hưởng từ bộ phim Võ Mỹ Nương Truyền Kỳ mà Phạm Sa đóng chính năm nào. Nguyên nhân ngày ấy là bởi phục trang của dàn diễn viên nữ trong bộ phim quá hở hang, gây ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Cuối cùng nhà sản xuất phải đánh bắt tay vào cắt ghép lại toàn bộ các cảnh phim của Võ Mỹ Nương thì mới được phát sóng. Bởi lẽ đó, nhà sản xuất cũng phải cẩn thận cân nhắc những tình tiết hơi nhạy cảm trong Thắng Thiên Hạ, những khâu trang phục để không phạm phải sai lầm như tác phẩm trước. Bản tin giải trí đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại!